em chương trình đã cố tránh từ thất bại bằng chữ trì hoãn thành công. Tôi thì không tin lắm đâu. Tôi nói luôn là thất bại là thất bại. Vì vậy thành ra ngày hôm nay tôi rất là vui có mặt ở đây, có thể chia sẻ rất là nhiều điều với các bạn bằng những trải nghiệm của chính mình và bằng những trải nghiệm của những người thân của mình. Vâng, bên cạnh việc anh đưa một cái định nghĩa thất bại là thất bại thì bên cạnh đó anh còn nói là thất bại là mẹ thì của thành công, đó chỉ là một sáo ngữ. Vì sao anh lại nói cái điều này với nhân viên của mình? Tôi không biết là có phù hợp trên truyền hình không, nhưng ở chỗ chúng tôi hay có nói đùa. Vâng. Là khi mà ai nói là thất bại là mẹ thành công thì chúng tôi rất thắc mắc là bố của thành công là ai. Vâng. Thế tôi nghĩ thế này đi, cái câu mà thất bại là mẹ của thành công thì thực ra là để an ủi những người thất bại thôi. Thông thường là câu đấy xuất phát từ những người rất hay thành công. Họ muốn thể hiện mình độ lượng, thể hiện là mình ở vị trí thế trên. Thành ra họ hay nói vậy. Còn với các bạn, tôi nói thật, kể cả với bạn cũng vậy, đừng bao giờ thất bại. Các cụ có câu rất hay, và đừng bao giờ thất bại. Tôi trích dẫn một câu như thế này. Dậu đổ bìm leo thì các bạn biết rồi, thành ra đừng có mà gặp thất bại. Thì lúc đấy các bạn sẽ phải đối diện với không biết bao nhiêu điều mà nó còn đau lòng hơn. Thông thường là mỗi khi mà thất bại thì người ta sẽ lập tức cố gắng làm ngay một việc khác. Các bạn hãy rất là thận trọng chuyện đấy. Đúng là trong kinh doanh, trong cuộc sống thì có thể thế. Nhưng mà tôi cũng nhắc các bạn vì các bạn trẻ. Thông thường ấy, khi mà thất tình thì các bạn hay chạy trốn tình yêu bằng cách là các bạn yêu ngay người mới. Và cái đấy thì sẽ là thất bại, tiếp nối thất bại. Cái này là để nói riêng các bạn trẻ hôm nay. Tôi cũng nói luôn là theo kịch bản thì câu trả lời sẽ hoàn toàn khác. Tôi là lớp trưởng lớp chuyên toán của trường Hà Nội Amsterdam. Nhưng mà năm 18 tuổi thì tôi không thi đỗ đại học. Tôi chẳng hiểu tại sao tôi không thi đỗ. Thế năm sau thì đương nhiên là đỗ rồi. Nhưng mà tôi vẫn nhớ khi mà lần đầu tiên trượt thì tôi nói với ba tôi, một vị tướng trong quân đội, nói rằng là tôi muốn trở thành phi công. Bởi vì thực sự hồi đấy tôi có tình yêu thế thật. Ba tôi lắc đầu và là muốn làm phi công cũng được. Nhưng việc đầu tiên thất bại ở chỗ nào, đứng lên ở chỗ đấy. Và ông muốn là tôi chứng minh điều đấy. Và ngay lập tức thì năm sau tôi thi đỗ đại học, điểm cũng rất cao. Nhưng mà vào đến trường đại học thì quả thật tôi suy sụp tinh thần. Lý do là gần như cả lớp chúng tôi là lớp chuyên toán của trường Hà Nội Amsterdam, tất cả các bạn đều đi học nước ngoài. Tôi là một trong vài người mà phải học ở trong nước. Và khi đấy vào trường đại học tôi không đi học. Nói thật lòng là tôi không đi học. Thậm chí là đến khi thi có những môn rất quan trọng, tôi được 7 điểm, thầy cho 4 điểm. Lý do thầy bảo là từ đầu kỳ đến giờ tôi chưa bao giờ thấy cộng. Nếu sợ thất bại thì bạn đã thất bại rồi. Trong thể thao ấy thì là người ta chỉ nói người chiến thắng thôi. Ngay ngày mai người về nhì không ai nhớ đến nữa đâu. Đấy là trong thể thao. Còn các bạn hãy tin rằng trong cuộc sống thì chúng ta về nhì, về ba, về tư, về năm, nói chung vẫn rất là ổn. Không dứt khoát phải về thứ nhất giống như trong thể thao. Thất bại là một lần chưa thành công. Nhưng đừng bao giờ làm người thất bại. Bởi khi làm người thất bại thì bạn mãi mãi không ở thành công. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tôi chia sẻ từ chính cảm nhận cá nhân thôi. Thực ra chúng ta rất khó học được gì của thành công, rất khó lặp lại thành công. Nhưng mà học từ những điều thất bại thì chúng ta sẽ học được rất nhiều và chúng ta sẽ tránh được các thất bại. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều.